mình lại tượng Phật, mình cầu xin gì đó là mình đúng rồi. Chạy cho này là chú giải thích, chú nói bây giờ không có đợi cầu xin gì đó, chỉ cần chấp tay quỳ xuống lại là bị con này lộn lên cấp rồi, năm cấp giải thích cấp. Hồi đó mới ra cảnh sát nó phạt ít lắm, thì nó phạt nó kiếm nó phạt đau chất lượng á. Hôm trước mình ngồi mình không có xích bèo á, nó có phạt mình không? Nè, mà này nó phạt. Hôm trước đâu có vụ xích bèo mà phạt đâu á, mà năm nay nó phạt. Thì cảnh sát nó vậy, cứ vậy đó. Hồi đầu cứ nói chuyện lơ rồi sao, nó đau vô. Nhưng mà cái phần này chú, cái gia đình hay dòng họ mình á, cái ông bà cha mẹ các thứ nhiều đời đang giờ, nếu mà mình không có cái tục lệ chẳng hạn như lại con cháu không lại thì không được. Nói là giống như là tục lệ xưa giờ đó, mình là con cháu của ông bà, mình không lại thì không được. Đấy, con ổng được cái này đó không, cái quan trọng là lại tại sao lại bị bôi đen, quan trọng là tại sao lại là bị bôi đen. Bây giờ ông bà cũng có bôi đen nhưng mình lại nhớ mà với ông bà mình á, mà giảng sanh rồi và đi đầu thai rồi thì ông không có ai chọn được, mà nó ngồi trong nhà mà nó bảo đen tức kia là cái lời âm nó đó, chứ người chu đó nó rời rồi. cái tay của nó là cái tay điện từ âm nó rời vô lẫn nhộn vô cái gì ở trong người con ngưỡng hết luôn, chứ không phải là công đức không nữa, nó mới cái thuộc cái điện từ âm mà. Rời vô một cái là nó đen phù luôn. Vậy làm sao mình né được cái đó được? Người ta dầm họ luôn rồi sao mình né được cái vụ lại vậy? Bây giờ con là tới ông bà con mới lại chắc tay nay chỉ để ông bà thì con có cúng nè để ông bà nhớ đừng có lời tụi lại nhất lúc con quỳ đầu nó ông bà mình nó có đó thì tốt lại được, nó biết có không, nó nhào vô đây nó chỉ cần ông cảm ơn con là cái đầu con là thua. Nhưng mấy bữa đám ma đi đâu luôn á, thầy như đám ba ông nội ông ngoại mình con cháu phải lại quỳ cái phong tục quỳ lại rồi thầy sao bé được thưa thầy. Đã tôi nói cái này là mấy ngàn năm nay không có nói, mới năm 2017 nói ra thì bây giờ mới biết, thật sự không biết thì thôi có ai về phật giới được, trước 2017 không ai về phật giới được. Cùng mà đi về sau thành A La Hán mà đi lên trời thôi. Không nói nhà người bảy con quan con không ai hiểu cái này. Nó không tin. Cho con suy nghĩ đi, con đi từ Bắc chí Nam có cái chỗ nào vậy đó không? Mà nó nói nó chuyện trên trời vậy đó, nó tin là thánh thành thần đâu rồi. Rồi bây giờ tôi nói là thánh là ai? Nó hiểu cái chỗ này. Bây giờ ông Phận nói là ngày xưa nó không được. Mà cái đạo bây giờ nó thì là cái đạo bên Ấn Độ á, là cái đạo Hindu, là quốc đạo, đạo là độ thần. Không, nếu đâu có thấy đâu, ở ngoài buông vô nữa ta kèo luôn á. Đạo thần là thua rồi. Nhưng mà thầy vậy mình cách nào để mình ứng xử trong cái chồng ngộ để yên ấm mà không lại được. Hỏi có cách nào mà mình để ứng xử để trong dòng họ họ không buồn phiền mình cái đó không thua. Hỏi ông ấy á, hỏi do mình thôi, hỏi với ông là ông cà phê Trung Nguyên ông chị ạ. Ông chính gà đâu này ông có tính đạo mà ông chưa bố là thành thánh rồi đó. Vậy là một nếu mà những người bị công đức đeo á thì có hiện tượng gì? Những người công đức bị bôi đen thì có cái hiện tượng gì không? Hồi đó là mình có tự nhiên mình sáng xuống bây giờ vô nè nó bôi đen nó hết sáng giống bình thường đó là không, con người bình thường thôi, con người có con đức tự nhiên nó sáng lắm ha, trong mấy bữa nó mất sáng này rồi nó đó trần nhà bôi đen đó mà mình để tang không phải đâu phải đó mà để tang thì được nhưng được có lại nó được có lại để tang rồi để tang người ta không để tang con kéo là phải để nhưng mà đừng có chạy mình gì lại ông bà mình nói gì mà nó có nói ra có gì tại sao mà vô lại còn không dám lại ông thợ cái ca ngồi đó mà phải ổng không ông kia nhập thôn thần nhập cửa thần vô nó chơi đẹp mà thần thì ông chơi không làm cái này mấy anh kia chưa lại nó ở thần phật ba phước con nghe mèo thì không ngồi đi có nghĩa đừng có cúi đầu với họ đúng một
đứng là mình cũng có khi là mình có tâm niệm mà mình quỳ, mình khuất phục người ta, tâm mà khuất phục người ta là đầu thua rồi. Vậy là mình phải quỳ cho người ta thấy thôi, sao không thầy? Mình quỳ cho cái lệ cho người thân thấy thôi chứ là rồi đó tôi quên rồi đó bởi vì cái này nói phải cho là ai mà không dám đâu bởi vì mấy ngày là đã phục phục mấy ngày năm nay không ai hiểu cái này đó được có được quy nữa là cái chuyện này đó không xá đó chứ cần được nhưng mà quá mấy ngày năm nay không ai hiểu cái này không ai gì à quá rồi ba già theo như người ta là quỳ lại có lệ bây giờ nếu trường hợp đó mình cứ giữ quỳ nhưng mà đừng có lặp đi lặp đừng có khơi một thời điểm ông thầy biểu nói gì thì nói thì ông là chết rồi. Ông thầy đó là ai nói được anh nó giết chú ông thầy đó là thánh đó thánh tăng đó ông thầy đó là thánh hồ hồ chú có nhỏ đâu rồi sao không ông thầy đó chính là thánh tăng nói cho con biết chừng lỡ ở đâu quỳ giờ đừng quỳ nữa bây giờ người ta nói bây giờ người ta chỉ làm gì 100 người ta chỉ 1-2 người thôi quá không bằng mà chết rồi biết thì làm biết không thôi nếu chứ đừng có cái đất này không có quỳ lại ai được đó. bữa kia mà bữa 10 đây tháng 3 tôi đã nói rồi chuyện hoa lại được không cái đất này không quỳ lại nhưng mà thầy cho con hỏi như là cha mẹ mình đấng ban cha mẹ mình không quỳ không lẽ không lại cho được thôi giờ nãy giờ thầy nói đó bây giờ của mình hướng chân tay quỳ xuống là cái đó mình không biết mình gan thì mình không gan thì nó nhộn không phải cho mẹ mình đâu còn đó mình đó nói đó đâu có suối mình làm đâu hỏi đấy nói gì là bắt là mẹ đâu tới cúng rồi là ngồi đi chỗ khác không gì nấu cồn chắc ăn rồi tới với hành lễ xuống nhà bếp cúng á như thầy chạy xuống nhà bếp rồi ai lại lên thầy giữa mà khi mà hai người kết hôn đám cưới nhau lại bà cha mẹ rồi sao thầy khi mà người ông thiền tông mình á đám cưới á rồi mình mà bái lại ông bà cha mẹ á nhất bái thì cái vợ nhất bái gì bái với tam bái rồi sao nó nói rồi nó có lại đâu vẫn lại là bà vẫn lại đó ai ai lại là xá mà nhất bái thiên địa nói thôi không có người lại nếu thiền hậu tam kia không thiền tông là lại còn thiền tông rồi đứng yên nó ông nói nhất phải chỉ bái tam phải chỉ của ông nhất thì chắc ông đừng lấy vợ thì chắc ở giữa ở ngoài sáu nó đô chết luôn trước khi mình nói trước nói là con tu thiền tông nha thật còn không lại nói vậy nó biết thẳng luôn phải sao không có đây rồi giờ thôi cha mẹ mất bái thiên địa thiên là trời địa đất tu đâu có tu tư đạo trời đạo đất đâu tôi tu đạo phật ông phật không có đây thành ra tôi không lại ông có vậy thôi còn thiên là đạo trời tôi không có tu đạo trời và địa là đất tôi không tu đạo đất thôi cho con bẻ cái này đi sinh hoạt với các ông thầy nhất bái thiên địa nhị bái cô hồn vậy đó mình nói tại đó mình tu thiền tông mình phải hiểu. Dạ. Còn nếu mà muốn ấy thì đi vô chùa gì đó trong đó tổ chức đó đâu có cho lại trong cái chùa có tổ chức đó nó đâu có cho lại đâu tại mình đi ra ngoài đi ra là hàng chi bắt lại họ cứ gặp dịch xong nhưng mà bôi đen á là giống từ cái đâu đó là về sau là bôi đen ha còn nếu mình làm mới tỉnh táo vẫn sáng suốt là trước là vẫn còn nó tôi thật như vậy có nghĩa là mình công thức trước bôi đen phải bỏ để bỏ túi xài cũng bỏ ra được đúng không con cũng bỏ cũng được đấy cái sao á bây giờ tu thiền tông mới ban đầu nhiều người ta không hiểu cái mà về sau cùng từ từ ta nói cao lên mình mới biết
bây giờ mình cứ nói cao là chú chuẩn bị chú không nói nữa, phải không? Chú nhớ là tùy lên. Chú đó mình tùy cho khôn mình ấy. Ta bảo là tu thường công mà để tu bằng trí tuệ, tốt có trí tuệ không? Có không? Có trí tuệ không? Dạ con có. Được rồi. Không ra vậy thôi. Ta vô trí tuệ mà còn hỏi kiểu này chứ là trí tuệ. Dạ con có. Trả lời buồn quá. Nhưng mà nó không có là cảm hơn á. Hả? Bây giờ nói nhưng mà trả lời không, nói trả lời có không chết, bây giờ trả lời không thì sao chứ? Nghe trả lời nữa không có gì vậy đó. Mà nói không có thì còn chết nữa. Lâu đi là đuổi ra liền. Giờ tức tệ mà còn bị chết luôn vậy. Ví dụ ông bà cha mẹ mất á, biết tới giờ này chút xíu rồi bắt đầu 4 giờ chiều ông này cũng lẫn tụng phải không? Rồi còn khoảng 10 phút 4 giờ xách xe chạy đi đâu đó con, tôi đi đây tôi mua đồ tôi đi gì đó, lúc đó còn báo còn chút số gần lót rồi con đi nhận rồi canh canh chừng tiếng hồ sau đó đâu không tụ rồi chạy về rồi xong không ăn cái mà hướng mà lại mà để chào trả lại người ta vô ta lại đó mình mới lại trả đó. Trả rồi. Tới người khác thế vô, mình tội vô đứng vô. Ở nhà con trai, ông trai đứng gái đâu đứng được. Một quá, trai một luôn á, phải không? Không, ai trả đó. Tổ chức cái thiền tông hoàn toàn. Không có cái gì á, thiền tông. Chỉ là thấy cái xác nằm đó, làm cho vui mấy người lợi thôi. Cái ngọn này, cái đất này không làm được, mình làm ai, làm gì. Bởi vì mới dẹp đi, dẹp cho cái chuyện xa xưa đi. Mình gan mới tu thiền tông, còn không gan thì có tu. Cố gắng hết sức. Cố gắng hết sức. Cố gắng hết sức. À biểu cố gắng. Cố gắng để tập bài. Mày nó làm thôi chứ mày gì nữa cố gắng. Mày làm thôi. Chặt rồi à, nãy giờ mấy có chặt rồi. Thế bằng vậy mà tụi mình điền ra chết rồi. Kẻ Phật gia tới hồn thông rồi điền ra chết rồi. Vậy có kêu cần trả lại mà không chú? Cháu giấu mắt rồi, không có trả được đâu. Đâu có cấp đó rồi. Đâu có cấp đó rồi. Đâu có cấp đó rồi. Mà nhờ câu hỏi của bạn mà nhiều người biết. Mày cá là khé, là ai khé? Hỏi. Ý là chú khá với lại, khá với lại khác nhau không? Khá bị bôi đen không á? Khá bị bôi đen không? Xá có bị bôi đen không? Anh này anh hỏi nếu mà chấp tay là xá có bị bôi đen không? Chúng mình chấp chấp tay không bôi đen mà xá bôi đen. Chấp tay gì đứng im? Chấp gì đứng im? Hung xuống là nó vuốt đầu liền. Vượt mấy cái em cuộc họp lên là đánh bằng cái tư tưởng chứ không phải đánh bằng cái có nghĩa là đượm lá mình không phục ổng là cái tư tưởng trong tư tưởng chắc chắn là phải nói gì được đó mà cái mà không nói không nói mà cái đầu phun xuống là rộng xuống còn đứng hoàn toàn ra ví dụ con đứng về cái người lấy nghi vậy thôi đầu đụng ngay bên kia giật gục đầu của mình đừng gục không làm gì được không được cái tư tưởng mình á cô hồn mà nó lại dùng cái tư tưởng thôi, nó đọc được cái tư tưởng của mình nó không phải còn mình không có tư tưởng mà phải phát ra thôi làm gì đó thì xá trong không bắt được cái tư tưởng mình nữa xá trong thanh tịnh đó nha hội tinh tịnh tâm gì lắm xá
giờ cũng một cầu như vậy. Hỏi khi mà chắc tay vậy, rồi cái người chắc tay phát cái tưởng ra làm sao người âm nó biết được. Trời ơi, trời, ví dụ mình xá là mình phải có cái tư tưởng đó. Tất cả những người nào vừa xá là có tư tưởng đó. Có phát ra nó thiệt, có nghĩa điện nó phát ra là biết, biết rồi. Vậy là cái đó là phát ra điện, điện âm vô đó. Cái tư tưởng mình có cái gì hiện ra thì đương nhiên là nó phát huy, nó bắt được cái tư tưởng mình. Mình học cái kinh nghiệm của cái ông Tuệ Trung Thượng Sĩ á, nhớ không? Tuệ Trung Thượng Sĩ ổng phát đi này kia nó biết nha. Mà khi ổng không phát nó không biết. Trong cái bài nào tôi đã nói về Tuệ Trung Thượng Sĩ đó. Ba lần thứ ba. Ông mình phải hiểu nó. Hồn nó đâu phải ông Tuệ Trung Thượng Sĩ Việt nào. Ông thiền sư nào. Thiền sư Ngọc Lăng. Nếu mà thanh tịnh là mình không có tưởng, là không có phát ra cái tập xấu. Cũng không có tâm tịnh vậy, không có tưởng, không có thanh tịnh vậy, nó tự nhiên vậy, đừng phát ra. Nhớ thanh tịnh là bắt đầu là có cái, nó có cái hình thành á. Nếu mà tự nhiên mình muốn thanh tịnh, nó có cái hình thành liền. Không thanh tịnh thì thôi, tự nhiên, đừng có nói gì hết. Vậy là mình không muốn gì hết, mình có cái biết gì thôi hả chú? Đã là hàng thấy, hàng nghe, hàng biết, nó là tự nhiên, để vậy đâu, nó tự nhiên vậy, để nó vậy. Cái nó bây giờ tu thanh tịnh nè, ngầu đó gồng nó gồng thanh tịnh rồi tu nó gặp nó rồi thanh tịnh thấy chưa, thanh tịnh nó phát ra cái ảo giác liền. Vì thế mà mấy ông tu á ngồi thanh tịnh để thay nó phát ra ảo giác, mà không phá ông nhào vô. Ví dụ mình á, giờ ví dụ con ngồi thanh tịnh mà thấy ông Thích Ca con vui không, chắc chắn có gì trừ trường hợp vô thiền tông không hiểu được cái này. Chứ đã anh ta tại sao mấy ông khoái ngồi dụng công thiền, ngồi chút thấy này thấy kia là một người nó bị khoe tùm lum rồi bắt đầu bị sưng ngọc hoàng xuống. Bây giờ thiền tông ra đời nói là thế giới này hiển linh là ai, chỉ nói vậy thôi để nó phá hết cái vấn đề rồi mà cúng tụng cầu xin đại lục luôn. Chú là như vậy thì khi nào cái tưởng mình nó khác ra, khi nào cái tưởng mình không khác ra. Bình thường mình muốn phát gì phát, đi lợi chỗ linh thiêng đừng có phát. Mình đi ra ngoài mình suy nghĩ chạy xe lấp qua đường này này kia chứ nó ngập gì mình. Còn lợi tài sản nhất là đi lợi cái chỗ thờ phượng, kể cho ông bà mình, ông bà mình hấp nước bò ở đó không tốt, tốt bao ông bà mình có là sư phụ vô chắc tài thưa ông nội bà nội ăn cơm mới rồi là ta ăn. Tôi phải hiểu cái thế giới này. Thôi ráng về tu thả tâm thông lên. Thấy ông bà mình là ai vậy? Có ai về anh mơ rồi đó, giờ này còn lâm lâm. Mới 2 giờ rồi, chưa 2 giờ rồi. Cái người đang tu thiền tâm chết á. Chị hỏi cái người mà khi đang tu thiền tâm mà khi bỏ cái thân này á, còn người nhà có cần cúng cơm cúng gì không, đúng không hay sao? Đúng rồi đó. Nó dặn người nhà chứ thiền tâm đâu có cúng gì về Phật giới dạy ăn thầy. Nãy cái bài dặn dò có coi không, xin cái bài dặn dò về Phật giới đó. Đã mình xong rồi trong mấy phút là giọt rồi, lỡ đi ăn cái gì nữa. Rồi nằm thêm luôn đi, có ai xin nhà. Đúng rồi, ở trong tiền tâm. Còn nếu mà tu tiền tâm mà ở lại không đi về được, không cung. Và nó bắt buộc ông thần, ông không cho lãng giảng đâu. Ông đẩy vô liền à. Tu tiền tâm mà không về Phật giới được, một là trở vô dòng Phật liền, không cung. Còn nếu mà ở đây mà đợi lâu lúc 49 ngày mới được cung. Mà bây giờ nếu tu tiền tâm
không đi không giảng sanh được mà không về với giới được, ông đẩy vô dòng tầm địa đi lên màu tiếp để chi, để tiếp dòng, để quay lại, để cho nó kịp cái thiền tông này nó cũng biết ra nó còn không, tôi không có cúng, mình cúng thành bây giờ trước đi mình tu thường tông phải dặn người nhà trước này, tôi thường tông tôi không ăn nha, có chết thì cũng không ăn, nói vậy tôi về Phật giới rồi nó đại vậy đi, về không về cũng phải vô nó thấy cái còn ở lại thì sống theo quy luật ở trong gia đình, trong dòng tộc nó mình phải hiểu đã tu thiền tông là hiểu căn bản không mang cái gì thế giới này, vừa chết thức dậy biết đi không được thì vô, vô không ăn, nhớ không ăn đó là để hồn nó theo đi, mình phải tự vô, muốn ăn xuống nhà bếp ăn chứ không là bài này cũng vô dòng tộc thì nó đang nấu nướng vậy dưới đâu cần cúng xuống ngửi mùi rồi xong. Giờ không có hiểu cho nó rành rồi thầy cho con hỏi, không có loài người trên trái đất rồi đánh Phật có tồn tại không? Có loài người ở trên trái đất đánh Phật có tồn tại không? Không có loài người trên trái đất đánh Phật có tồn tại hay không? Không có loài người đánh Phật vô thì được, vô trong này có loài người có nhân quả thì đánh Phật có vô mượn, còn không có vô đây chi, mà trái đất nào là không có. Cái đất nào đó đã bắt đầu điều hành bằng âm dương thì bắt buộc phải dùng cái có, sinh vật phải có trong này, mà đầu tiên là con người ta mới vô. Ông Phật kia muốn vô đây đâu phải mình muốn vô vô đâu, ông Phật mới nhìn vô cái đất này nó có vậy vậy đó thì mới chỉ cái tánh Phật vô đường vô. Con có vô này chứ bây giờ bao nhiêu cái hành tinh rồi 7-8 cái hành tinh mà có sự sống đó, mà nó chưa có sinh vật đó, nó cũng đang quay làm sao vô, nó đang quay nhưng mà nó không vào trung tâm vận hành luân hồi được, nó phải ghép vô trung tâm vận hành luân hồi thì nó mới vô được. Giờ những hành tinh vật tư á nó có nhưng mà nó không quay vào cái trung tâm vận hành luân hồi thì tánh Phật không vô được, nó phải đi theo quy luật của nó chứ. Giống như mình sản xuất bánh xe cua đi, gắn vô bánh xe nó mới chạy chứ không thấy gì. Có bánh xe đó đó mà không gắn vô thì nó không tác dụng, nó để phồng mờ thôi. Không phải không hỏi không hỏi gì nữa, một người Phật sau thì ngồi trước tự đi để người Phật đầu tiên xuống cái này đó thì họ cũng dùng đại cách nào để ông về được giới này hay đến ông Phật đầu tiên luôn á? Hỏi cái vị Phật đầu tiên á, cái vị Phật ví dụ như ông Thích Ca thì có ông Viên Đăng Thọ Ký rồi. Trước đó nó cái Phật đầu tiên là vô trong cái trái đất này, đầu tiên vô rất là quay âm dương vô phá vỡ quy luật vật lý để tạo thành đầu tiên đó. Trong cái quyển nào tôi đã nói rồi, đầu tiên trái đất này hình thành là quay âm dương vô, một vị toàn năng toàn giác vô tự nguyện để mà dạy luôn, không có tu, không đi theo cái quy luật của trái đất, vô đây để mà khai thác cái đạo này là quay âm dương đầu tiên. Khi trái đất vừa hình thành chưa có một vị Phật quan dương để làm ra tất cả những cái gì mà bắt đầu về phần thứ hai thì phải đi qua theo cái chu kỳ rồi phải thành Phật. Còn ông này là tự nguyện vô, tự nguyện bằng cách phân thân vô chứ không phải đem nguyên một kim thân Phật vô đâu, phân thân vô mượn thân một con người tạo đứng là thành một toàn năng toàn giác dạy thôi. Mà mỗi một cái tam giới, một cái trái đất á, nó duy nhất chỉ có một ông thôi, ông đầu thôi, tới hiện tại là quay ông dương vô. À, còn mấy ngày sau có 10.000 năm một ông, 10 năm mà trái đất này 7 tỷ mấy rồi thì nó phải gần 7.000 mấy trăm ông Phật thôi. Rồi cái câu này tôi chuyện là tôi đã nói trước, không có cái quyển nào đó. Họ có thể nói chung chung mà chưa có nói rõ, đã nói rồi tôi thầy cho hỏi à. Phải là Phật Thích Ca khi mà trái đất này hình thành là Phật Thích Ca vô trong tam giới vậy? Vừa xong. Gì? Hỏi vừa trái đất này phải vừa hình thành thì ông Thích Ca mới vô trái đất này không? Trong trái đất là ông Thích Ca vô đây là 7-8 ngàn ông Phật rồi. Trong cái quyển nào có ai đâu? Ông Thích Ca là người vừa ông Phật thứ 7 ngàn mấy trăm rồi như tôi bây giờ đó. Thầy nói nó
Ở trên còn hay không? Mấy chút. Con hỏi là Long qua chạy rồi cho ngoài. Long ra ngoài chơi nó còn. Bây giờ nếu nếu mà có con hỏi nhiều chú lên chú là nửa tiếng qua. Lên trời đi. Ôi giời cái ăn quá. Thầy đừng nói đi, có người dịch lại nha. Nói đi, có người dịch lại. Ấn tượng đầu tiên á, khi mà xuống dưới này á, mà chưa có con người gì đó, thì ấn tượng đó vào chỗ nào? Lúc trước thầy nhận có ghi sách đó, khi cái đất người ta trả thì tướng lại thì vô trả tại thì có trái đất khác rồi. Khi trái đất thì vô tan rã là thế cái đất này vô. Thì đang lúc thế cái vô như vậy là những người mà ở trái đất cũ chuẩn bị tan rã, những người mà tiền của giàu đó ta đi cái thiền ta bay vô có bao nhiêu là trên mới đó, đây có bao nhiêu người đó, có bằng mạng rồi chú. Cái đất cũ đó lấy cái biên đồ lấy cái biên đồ biên đồ kẻ thầy tới hoàng thân thể thầy tới hàng chiếc dù ánh đổ bên quan thân thể này rồi. Có vị nào đặt câu hỏi không ơi, giơ tay ạ. Chữ đức mà nếu mà nó không kèm theo một ngôn từ nào nó chỉ dục một con người mà quý trọng thay vì nó là mình nói là anh thì kêu này gọi là đức, phải không? Có nghĩa là cái danh từ cái đức này nó phải kèm theo cái túc từ thì nó mới đủ nghĩa. Còn nếu mà đức không thì có nói là dù muốn là đức chí tôn, tại cái vị đức này là cái vị thì chí tôn, chí là cao nhất, tôn là người là tôn sùng tôn kính. Còn đức này nó về thứ gì, phước đức, ác đức, công đức, nó phải đi đủ nghĩa. Đại đức nó phải hai nghĩa, hai danh từ nó mới có ra cái nghĩa. Còn chữ đức thì nói
nói nó không có đủ nghĩa, nhưng mà nếu mà nói á, nói với ông đó là bây giờ ví dụ ông nói con tôn ổng là vị thánh đi, thì đức thánh rằng đức gì nó phải có chữ đức, đây là con hỏi là tôn kính một người cao không đó. Còn nếu muốn đủ nghĩa phải thêm túc từ đức gì, đức thánh rằng là đức thánh cha, đức thánh ông gì đó nó phải có, à đức mẹ nó phải có, nó đi theo không có đủ nghĩa được. Hỏi tiếp à, thì nó thường nói là đạo đức, thì theo không biết chữ đạo là đường, đức là cũng rất là quan trọng như thầy đã giải thích rồi, mà giống như là công đức của lần nó sẽ rộng lớn dữ lắm, thì cả càng rộng trụ đúng không thầy ạ? Nếu mà đạo đức á, nó kèm nhiều người, cái vị đó có đạo nhưng mà có đức, vị đó có đạo mà có đức. Còn nói là phi đạo đức, cái vị này phi là không đạo đức, không đạo đức, nó phải có kèm theo mới hiểu được. Câu hỏi số 1 là con làm ở dưới nhà tù, không ai giúp con đạt yếu chỉ thiền tông hoặc là bí mật thiền tông, thì sau này con có được về Phật giới hay không? Về Phật giới không là do cái công đức của mình, làm ở đâu cũng được, ngồi ở trên chánh điện không có công đức thì cũng quay di tường, còn ở nhà tù bất cứ ở đâu có công đức thì được về. Có nghĩa là mình hiểu được công đức thoát ra ngoài cái quy luật này là mình về biết, nhưng mà mình không hiểu cái công thức ở làm đâu đọc, nhưng bắt buộc phải xin được cái đường về Phật giới, cho đó ta mới hiểu. Còn mình làm mà mình không hiểu công thức về thì có thì không có quay hoài trong thế giới này, mà nó quay cái ông thần không có tha mình đâu, ông không được về, không biết đường về, thôi ở đây tôi bôi cho ông ở đây đi tiếp. Nó phải hiểu cái nguyên tắc thế giới này, thế giới này gọi là thế giới vật lý, phước đức lên dương lên, phước đức âm ở đây, công đức phải đi ra, có người dẫn ra, còn có người ông đi vòng vòng ở đó tôi vô đen liền rồi đưa vô vòng tộc đi tiếp. Con là tài xế xe taxi, mỗi tháng con có cúng xe, vậy theo thiền tông thì con có được mở máy nghe pháp trong xe hoặc để sách trong xe có được hay không? Để bình thường, nhưng mà cái điều kiện là phải đọc kinh cầu an, chứ chùa Tân Diệu đưa ra không cúng mà đọc kinh cầu an, còn có được cũng không quan trọng nữa. Thế giới này là thế giới của hồn, cúng nó ăn nó giúp, nhưng mà chưa chắc nó giúp đâu. Mà tôi thấy kinh cầu an tốt nhất khỏi cúng, đọc kinh vừa xong rồi bước ra xe nói vậy mấy tiếng rồi xong, nó đi tối ngày tới chiều không ai ngồi hết. Con tu theo pháp môn thiền tông, thỉnh thoảng ngủ con thấy người vô hình ngủ chung với con, con dùng sức mạnh chống đỡ lại, nhưng mà người ta vẫn người vô hình đó vẫn chống cự, thì khi mà con thấy sợ quá thì con kêu Phật ơi cứu con, thì con tỉnh lại, thì như cái hiện tượng đó thì nó như thế nào? Khi mình hiểu thiền tâm mà thấy cõi vô hình đó, mình suy niệm phải sáng suốt, nó làm gì làm, nó đánh kệ, nó cười nó cho, nó đánh mình cười nè, nó hù mình cũng nói cười nè. Giữa tôi với ông không ăn nhầm gì đại, tôi là tứ đại, ông là điện từ, dù điện từ ông có nổ bồn tôi cũng không sao nè. Nói vậy mình nói vậy mình hiểu được thì nó bắt đầu nó không phá mình nữa, chứ nó biết tất cả người tu thiền tông là nó có cái lực, thì nó có gì nó người giỡn mặt mình á, nên hiểu được thôi. Bởi vì cái câu chuyện này ngày xưa Đức Phật có đưa ra mấy câu chuyện này, mà khi ông nhập định rồi nó phá ông. Chuyện Phật nói sao? Ông nói tụi bay chuyện giả dối sao ta, đâu đừng có chọc tao, thì thâu nó đi, nó đi đi cái cần. Nếu mà ông Thích Ca nó thâu mình đang nghĩ là rồi nó vô nó hoạt động. Nhưng mà ông Thích Ca ông biết, còn mình ở đây tại sao mà hôm trước á, cái cô mà ở Hóc Môn đó, có tu cái này nó trùng mình nó nhát cổ hỏi tôi nói tôi kêu nó nhát tiếp đi, chồng quê nó bắt nó bỏ đi, nó đem
mấy ông mới là gọi là điện không thui cái bóng ma nhận gì giác đi tôi vẫn ngủ giác chúng gì mất được biểu ngày mai rồi ngày mai có rảnh là giác tiếp ta biểu lùa còn mà đem cúng rồi rồi ngày mai biết cho nó mở nghe để thôi để mai tôi cúng rồi ngày mai biết nó mình hiểu cái này mình hiểu cái nguyên tắc này chứ mình không hiểu cái này mình không hiểu này không dám rồi không dám thách thức nó đâu giờ nói trên nữa nó lại thế giới này ông Phật là ngũ thú tập cương thần người ngạ quỷ xuất thân mình là cái đẳng cấp cao hơn tuy là thần cao hơn mình nhưng mà ông có làm vậy ngạ quỷ nó nằm sau mình à, tại sao mình không hiểu mà không hiểu đẳng cấp của mình thì nên mình sợ nó còn mình hiểu thôi mình đâu có sợ. Con là một Phật tử ở Hà Nội, con có tham gia sinh hoạt với lại Phật tử Hà Nội, Bắc Ninh, Yên Bái. Hôm kia có một Phật gia phát biểu rằng Phật giới là không có thật, như vậy là có đúng hay không? Xin thầy giải thích. Lời đúng mà không trả lời. Trong đạo Phật có nói là có trái đất và tam giới, mà biểu tu ra thoát ra nguyên lục vật lý của tam giới thì đi đâu? Không yên tâm hầu mấy cái bài giảng cầm thế đất này không chịu công đức đây này đi đâu phải đi qua thế giới khác gọi là Phật giới, còn tin không tin thì thôi, tâm thế này công đức và không chứa là phải đi ra ngoài thế giới khác là Phật giới, hoặc là cái, hoặc là nếu không nói Phật giới thì cái đây là thế giới vô sanh, bỏ như Phật giới không được, gọi là thế giới vô sanh, thế giới không sanh tử. Muốn dùng danh từ để dùng rồi. Một Phật gia ở Bắc Ninh thắc mắc là sau khi hết duyên sống ở thế giới này trở về bởi tánh thanh tịnh thì mình được cái gì? Được thành Phật. Thành cái gì? Vô đó thành Phật rồi muốn làm gì đó làm gì. Về bởi rồi muốn làm gì làm, không làm và ăn no không cũng được, không ai đầy mình. Mình nó không có quy lực nhân quả, không ép ai hết. Rồi. Tiếp theo thì một Phật gia Hà Nội lại nói tam giới là nằm trong Phật giới, như vậy có đúng hay không? Có nghĩa là chưa đọc được cái quyền ký. Trong quyền ký nó là một tam giới nè, rồi một tiểu thiên, trung thiên, đại thiên. Thì tất cả chùa ở đâu nó cũng nằm trong càn khôn vũ trụ. Mà cái tam giới này nó nằm trong Phật giới chứ không nằm đâu rồi. Bởi vì trong càn khôn vũ trụ có hai cái nơi sống, một là tam giới, hai là Phật giới. Mình sống ở tam giới thì nó quay thành nhân quả, vô Phật giới không quay, nhưng mà nó không phải quay theo càn khôn vũ trụ. Nhưng mà bên Phật giới nó không có sinh tử, bên tam giới nó sinh tử, nó vậy thôi chứ nó thoát được. Đây quy luật của nó. Cố gắng về đọc lại quyển số 10, về coi lại cái tam giới và càn khôn vũ trụ. Một Phật gia khác lại hỏi, phải lại nói rằng là khi mà bị vong nhập thì dùng thần chú Thủ Lăng Nghiêm để trị, như vậy thì có đúng hay không? Này đúng hay không không biết, nhưng mà hồi xưa ông Phật cũng đã, ông không đọc mà ông nhờ ông khác đem cái bài chú Thủ Lăng Nghiêm để mà giải nạn ông mà ông Ananda bị con ma đang già dụ. Đúng mà con không biết, nhưng mà trong cái này có sự sách ghi. Còn tất cả những người bây giờ á, không biết như là nói thật á, nếu mà bị dòng nhập rồi đóng cửa thì mở cái mai, mở cái ban sáu vị tổ á, cho nghe đi, ngày mai nó chạy mất á, ban sáu vị tổ vừa cho nó mạnh lắm, dòng biểu nó vô nó cũng vô cái đại. Bởi vì nên nhớ rằng cái thiền tông thì đưa vô cái chùa Phật lý không dám nhận, vô đó nó chịu nổi, chưa có chùa nào dám đem cái thiền tông vô. Bởi vì tất cả Phật lý là âm, đưa thiền tông vô nó phá nó chịu nổi thì người ta không dám nhận vậy thôi, chứ không phải là ghét gì cái thiền tông này đâu. Đâu phải là tu để giác ngộ vậy thôi, mà cái này là ta chỉ cho mình mà không nghe là thôi chứ nói sao vậy. Cái người nào mà dòng nhập đóng cửa lại đi, rồi mấy máy mở cho ta nghe, mà được một tiếng hồ nó la lên đã rồi nó mệt nó ngủ rồi nó xuất luôn rồi. Câu số 1 là
Đức Phật có thể biết được tương lai rất xa như vậy, có phải là Ngài dùng điện từ quang để biết hay không? Biết đâu xa đó là người ta biết là ông dùng cái từ là túc mạng minh, biết hết. Chứ còn cái điện từ quang là dùng cái thấy càn khôn vũ trụ. Còn biết sâu xa gọi là túc mạng minh, dùng cái điện từ âm dương 12 màu sắc, đó là túc mạng minh. Còn điện từ âm dương, điện từ quang là ghép vào cái con mắt vật lý này thì thường và đời kêu bằng cái Phật nhãn á. Bây giờ vừa rồi 40 tây tháng 3 có trả lời là năm Đức Phật có năm nhãn, ngũ nhãn, mỗi nhãn nó ghép một cái loại điện từ. Giống như mình vào khoa học á, mình muốn nhìn cái gì, mình muốn nhìn trong cõi vô hình thì mẹ mới nhìn trong cái, bây giờ nó có cái kiến mà gọi là đi trong đêm á, nhìn thấy. Mà trong xe tăng nó để cái kiến hồng ngoại đó. Còn bây giờ muốn thấy cõi trời thì những giọng kính. Bây giờ muốn thấy, bây giờ con người ta đã tạo ra được cái Phật rồi đó, nhưng mà tôi không nói, không giải thích được. Con người ta hiện giờ tạo ra được tánh Phật rồi đó. Nó cho biết, nhưng mà tôi không nói, hôm nay này nó nằm ở trong giáo lý, chưa công bố ra được. Rồi, câu tiếp theo là lớp màn ngăn cách giữa Phật giới và Tam giới nó cấu tạo bằng vật chất gì? Nó có độ dày mỏng ra sao? Nó có tuổi thọ hay không? Giữa tam hợp giới là nó cái bằng điện từ dương nó đẩy ra, điện từ âm nó hút vô. Mình nên nhớ rằng cái điện từ âm này nó không phải là chuyện đơn giản rồi. Nó phát cái điện từ dương mà nó phát từ ánh sáng mặt trời á, từ lửa tam muội ra rồi điện từ âm nó kéo ra. Cái đất như vậy á, mà nó bay trên không gian, mà nó bay rất chuẩn mực. Có nghĩa cái lực nó khủng khiếp lắm chứ không phải. Mình thấy mình đang ở trên cái đất mình bình thường, chứ mình hiểu của các nhà khoa học á, nó nhìn thấy nó rất lạ, nó bay ra ngoài, đây ra ngoài cái đất, nó nhìn thấy cái đất nặng vậy mà nó bay, không có, nó không đụng đâu. Mà bây giờ các hầu nhà khoa học cũng chưa biết cái đất lý do tại sao nó bay. Nhưng mà vừa gần đây nó có nghe Thiền Tông nó nói thì nó có nghiên cứu, nó cũng hiểu sơ rồi. Nhưng mà nó không hiểu cái lực nén, chính cái dòng bồng bảo vệ tâm giới nó có cái lực nén và cái lực đẩy. Lực đẩy là dương, lực nén là bao nhiêu cái hành tinh trong cái tam giới này mà nó bay giữa không gian mà nó bay rất trật tự, không cái nào trúng cái nào. Nó thành ra cái lực nó cái sức nén nó khủng khiếp lắm chứ không phải nhỏ đâu. Mình tại mình sống ở đây mình không hiểu. Chứ còn nếu mà thành Phật rồi mình nhìn thấy nó khủng khiếp lắm chứ không phải đơn giản. Câu tiếp theo là khi một vị kim thân Phật mà phân thân, ứng thân hay là hóa thân vào một tâm giới á, thì cái kim thân Phật đó ở bên Phật giới nó có hoạt động hay không? Hay là nó phải đợi cái ứng thân thu về thì cái kim thân Phật nó mới hoạt động? Bây giờ đó mình qua cái phim Đề Thiên, bây giờ Đề Thánh á quăng mất một cộng lâm ra một người con khỉ con. Cái con khỉ chặt cứ khỉ tránh nó cũng vẫn hoạt động bình thường, nghe nó độc lập hết mà đâu có gì, nó điều khiển. Thành ra bây giờ khoa học lên cao rồi mình đã thấy cái này nó ông Phật nói rất đúng. Có nghĩa là bệnh mà bây giờ nó được ứng thân hằng hà sa số cũng được, chứ không phải có một. Đừng có lo cái chuyện này, đám vị Phật toàn năng toàn giác làm được. Muốn mà ấn thân một cái, 10 cái, 20 cái cũng được. Khi hình thành một kim thân Phật rồi thì cái công đức nó có bị hao mòn theo thời gian hay không? Lâu ngày nó có bị teo lại nhỏ hay không? Cái này đó là mình đó công sinh trong việc có gì đó đấy không, mình đó không phải theo vật lý theo quy luật nhân quả luôn rồi. Còn bên kia nó không phải thì có nhiều đó vậy, nhưng mà có thể một vị Phật á mà độ giúp được thì cái chim thân Phật nó lớn hơn, bắt đầu nó phát nó lớn, chứ không phải là mấy nó không teo mà nó lại lên. Nếu trợ giúp được mấy người ở bên đây trở về Phật giới nó lớn hơn. Khi mà giúp công đức để mà kim thân Phật lớn hơn đó, thì vậy cho con hỏi là kim thân Phật nó to đến mức nào thì nó không có to nữa, hay là nó không có giới hạn? Bây giờ ví dụ một
một cái bằng kim Phật to nhất là đi khắp trong càn khôn vũ trụ, còn nhỏ thì đi trong tâm một tâm giới một vùng tiểu thiên thôi. Để càng lớn thì cái hoạt động nó càng lớn. Thì bây giờ mình suy nghĩ về cái chiếc máy bay nó hiện giờ 747 nó chở 480 người thôi, mà muốn nó phát ra nó chở lại nhiều, nó ngàn người thì nó phát lên đó, từ từ nó lớn chứ, từ theo cái công đức của người ta. Cái thật trên cái đất này có dừng, mà bây giờ muốn dừng thì thôi đứng tới đó thì được, muốn lớn thì cứ phát lên. Bên nhà ngoại con là điện thờ Thánh Mẫu, nhưng mà con bây giờ con tu theo Thiền Tông, thì sau khi mà con ghé thăm bên ngoại thì con cúng lại thì có bị bôi đen công đức hay không? Để cúng lại đâu có bôi gì, nó nhộn chứ không có con mà nhộn không thôi, nó nhẹ hơn cái nhộn, nhộn là dứng luôn, để dứng thì nhóm luôn. Trong phần giải đáp về chuyển hóa vừa rồi thì cái bác có nói là thời vua Hùng Vương đời thứ 17 có tặng cho thái tử Tất Đạt Đa một viên ngọc Minh Châu, vậy tại sao vua Hùng thứ 17 lại nắm trong tay quyền ký được ạ? Ai là người để cho vua Hùng cái cuốn quyền ký đó mà lại cho thái tử Tất Đạt Đa lúc đó? Cái chuyện đó thì ông Phật Thích Ca, sự thật ông mới thành Phật đấy chứ, nhưng mà đã ông thành Phật từ nhiều đời trước rồi, có nghĩa là ông thành Phật từ lúc kinh Dương Vương lập quốc, ông hiểu từ lúc đó luôn, chứ không phải cần ông Hùng Nghị Dương này ông nói đâu. Nên nhớ rằng ông Phật cả ta đã thành Phật từ vô lượng kiếp trước, có nghĩa là trước ở trên này bao lâu. Thì còn cái chuyện mà giữa ông Hùng Nghị Dương thì dễ, nó thật ra là có nghĩa là ông này qua để nói với ông Hùng Nghị Dương gì cái gì để mình truyền đi cái này đi. Nhưng mà trong cái quyển mà Diệu Pháp Liên Hoa không có nói, nhưng mà trong quyển giáo lý có nói là cái đường Thiền Tông nó đi rất chuẩn mực. Một vị Phật ra đời muốn cho cái dòng tiền đi đâu thì ông phải đi cắm dùi trước đó để làm cho cái dòng tiền đi, nó mới điều khiển được cái dòng tiền đi, chứ không phải đơn giản đâu. Ông Hùng Dương thì đó giờ nếu mà so sánh ông Hùng Dương trước công nguyên 560 mấy năm, và ông Phật lúc đó 24 tuổi thôi, mà ông ở trên trời, ông ở trên kia mấy đời, ông có nghĩa là trước Hùng Dương lập quốc luôn, ông thành Phật đã trước Hùng Dương lập quốc. Ông theo dõi cái nước rồng này như thế nào, ông hiểu, ông mới trao cho cái dòng thiền này tới cái nước rồng để phổ biến ra, chứ không phải muốn đưa được đâu. Mà đưa vô nó không chịu làm là cả nhà ông bỏ công ông à. Câu tiếp theo là xin thầy giải thích lại cho cái câu là câu kệ là pháp tánh không phải ở xa, ở trong thanh tịnh chảy ra ngoài nguồn, tất cả tứ đại cũng luôn ở trong tánh nguồn chảy khắp mọi nơi. Xin thầy giải thích lại cho bốn câu kệ này. Bây giờ nói câu này nó quay lại cái đầu, phải nói là Phật là trùng khắp mọi nơi. Cái câu này hồi nãy tôi giấu, nhưng bây giờ hỏi tôi mới nói cái câu này nãy tôi giấu. Chân tánh theo Phật khắp nơi mà hành. Mày hỏi rồi, Phật là trùng khắp mọi nơi là cái gì? Phật ở đầy hết. Mà bây nãy tôi nói là người ta hiện giờ chế tạo ra được cái khắp mọi nơi là tính là Phật rồi. Bây giờ mình suy nghĩ ở đây nè, mình gọi một cái cú điện thoại đi, nó phát về cái trung tâm ở mặt đất nè, thì tiếng trung tâm mặt trời nó chuyển lên không gian, lên cái vệ tinh á, vệ tinh nó chuyển trở về cái mặt đất cái địa chỉ khác. Nếu một tần số này mà ở Mỹ, ở Tây, ở Tàu, ở Úc, ở Nhật, trường nào có đúng tần số bắt được hết. Đây là cái ý của Phật. Phật là trùng khắp mọi nơi là cái chỗ này. Ông nói ra là tất cả các nơi đều bắt được, nhưng với điều kiện người nào Phật nào mà phải nắm được cái tần số của ổng thì mới nó mới nghe được. Chứ hồi xưa ổng nói bây giờ mình không có nói đâu biết ha. Thành ra cái này chân tánh theo Phật khắp nơi, chứ chân tánh là thấy nghe nó không biết, phải theo cái này mà hành theo cái được cái quy luật này đó thì có hiểu được. Vì thế là tôi có nói là con người đã chế được Phật tánh rồi đó,
bây giờ một cái máy này mình nói đây mình không phải là nó phạm gì có chút xíu đâu, nó đưa về trung tâm rồi nó lên phát nghe cho tin mặt qua bên Mỹ bên Tây bên Tàu bắt được hết, nó là trung cấp, nhưng mà dưới điều kiện người đó phải có cái tần số. Vì thế mà ông Phật muốn nói cho người nào nghe thì người đó phải có tần số đó. Giống như mình đây muốn nói thì phải hiểu cái điện thoại của người đó có số mấy, mình mới phát ra được, nó là cái được. Bởi vì nó là nằm ở trong cái không gian này, bởi vì nó theo cái lời nói, cái ý của Phật muốn nói cái gì. Thì mình ở đây, cái con người của mình là cái gì? Ý của mình nói là sự thật là tánh người, với sự thật là Phật điều khiển. Nên là Phật điều khiển cái tánh người. Bây giờ càng văn minh thì ta mới công nhận cái này. Còn nếu ngày xưa không Phật không ai công nhận, nói chắc ông điên, nói tầm bậy tầm bạ, thấy không? Cái câu hỏi này rất hay. Hồi nãy tôi nói, mày nói là tôi tự, vì tôi nói biết một tiếng nói mình ở đây đi qua Mỹ được, đi qua Tây, qua Tàu được hết, với điều kiện phải có cái tần số đúng cái số của đâu bắt được. Rồi câu tiếp theo là trong các câu thơ như là tâm mình đừng có lang thang tìm theo vật lý mất đàn về quê, tâm phải nhất quyết một khi, chừng nào nhận được độ thì người quen. Thưa thầy, chữ tâm ở đây có phải là con hiểu như thế nào? Còn chữ tâm này đó là từ ngày xưa tới giờ ta dùng cái tánh biết, hay là ta nói là tâm. Đây là người Trung Quốc dịch, là nếu mà nói ra là cái hiểu biết mình đừng có lang thang, có nghĩa mình đừng có dụng công ngồi tìm cái này tìm cái kia. Nếu đã tìm thì nó là quy luật vật lý. Đây câu này là nó phá về vật lý chứng đắc đó. Cái câu này chính là câu phá chứng đắc ở trong trên trái đất này, thì nó không cho tu trong cái này nó nóng. Câu này nó nóng từ trong kinh Kim Cang đưa ra, phá chứng đắc. Mình phải hiểu cái này. Thì nếu mà tâm mình lang thang có nghĩa là mình suy nghĩ tầm lung tung á, thì dù có được đi thì nó mất cái đàn, có được ở đây là về quê được. Bác dính thành tựu đây là mình làm sao mình về quê được, về Phật giới được. Đó, ý nó vậy thôi. Con có một người bạn bị bệnh ung thư, nhưng mà rất tiếc là trước khi mất á, thì mới biết được pháp môn Thiền Tông. Thì trước khi mất đó thì chỉ có cầu nguyện là xin được tái sinh để trở lại dòng tộc, để mà vào dòng tộc để mà tái sinh lại để mà tôi theo Thiền Tông. Thì chỉ nguyện như vậy thì có được hay không? Cái này là 100% được. Có nghĩa là hiểu Thiền Tông mà nguyện vậy thì chắc chắn ông thần quản lý ông đồng ý liền. Tất cả ông thần tuy quản lý mình thực thi như quả thì ông thần nào cũng muốn cho mình tạo công đức về hết á, nhưng mà tại mình không hăng ham thì phải đi vậy thôi. Tất cả những gì có lời nguyện thì vị thần thực thi nhân quả bằng cách vô trùng tộc thì dành cho đầu thai xuống luôn, thì nó sẽ điều thay đi cái, nó sẽ tiếp đấu được cái dòng tiền không học được cái này. Còn không, nếu mà không có cái lời nguyện kiên cố thì chắc chắn là đi theo những nghiệp phước. Lúc đó có phước không thành, có không quản lý, không thực thi, mà phải có cái lấy cái phước này để đi vô làm cái con người sống ở cái nhà mà có đủ phương tiện để mà có khai sanh ra thì nó có tu thiền tông nó dễ hơn. Mình có đủ phương tiện thì mình tu nó dễ hơn, còn mình tu mà nó thiếu phương tiện thì nó có chính người này được rất phước rất nhiều và giảng sanh rất nhanh. Thưa thầy, có người cho con hỏi, có người cũng tu theo Thiền Tông mà họ cảm thấy bản thân họ nhất là không có được sáng suốt theo của dòng Thiền Tông dạy, nhưng mà họ biết cảm nhận được giá trị, nên là họ nghĩ rằng thứ nhất là họ nguyện đời sau, nếu đời này không trở về Phật giới và đời sau tiếp tục theo dòng Thiền Tông để tu cho đến khi mà được trở về Phật giới. Như vậy thì một là có được hay không, hai là có đúng với cái sở nguyện của họ có đúng với cái sự tu tập theo Thiền Tông không thầy? Thì nói đúng ra mình hiểu này, mình nguyện và cái này nó đúng không thần thực thi nhân quả. Thứ nhất là muốn tu Thiền Tông là ông thần tạo cái điều kiện cho mình phải nhớ nguyện về rất đúng thì chắc chắn được tái sanh sớm. Mà nếu mà trước đây mà nó có tạo được một số phước đức rồi thì sẽ đến vô trong cái nhà nó
nó khỏe, nó không còn làm ăn, nó không còn chút khổ. Thì người này khi lớn lên nghe được thiền tông này, người ta sẽ vô người ta tu. Câu tiếp theo là, thưa thầy, lúc trước thầy có nói là khi tánh Phật đầu tiên vào trong Phật tam giới thì tánh Phật rơi vào loài nào thì sẽ được đầu thai vào loài đó, nhưng mà con hiểu thì không có nghiệp thì làm sao mà lại vào các loài súc sanh, ngạ quỷ hay thần được ạ? Cái này hiểu lộn trên là sao có đó. Đầu tiên vô đây là bắt buộc phải vô dòng đồng, vô dòng bậc mượn thân người mới tạo công đức hoặc là phước đức, ác đức gì đó. Nhưng mà đầu tiên không thể nào mà hiểu được, bởi vì khi mà vô mà gặp được một vị Phật ra đời thì mặt mai mới tạo công đức được. Vô mà bây giờ vừa sanh ra, nó thiệt cái đứa nhỏ mới vừa sanh ra chừng 3 ngày thôi, nó đã có cái ý niệm rồi. Ý niệm chưa vô là bị nhân quả rồi, chứ đừng có tưởng. Bây giờ để ý con nít á, chừng 1-2 tuổi đó, cho nó rồi nè, mà mày lấy lợi, nó dừng mà nó làm rồi. Nó đã có cái ý niệm rồi, lấy gì cho nó rồi, mà giờ mình dịch lại coi, nó phản ứng liền. Đó là vì nó đã bị dính vô nhân quả rồi. Rồi. Xin thầy hết cái con là cửa hải chiều âm của tam giới và cửa hải chiều âm của loài người khác nhau như thế nào? Câu này trả lời nhiều rồi hả? Rồi người nó không có cái, nó có cái gọi là thoát ra hoặc nhập vô, chứ không có cái hệ chủ âm. Tam giới nó mới có là âm hút vô, dương đẩy ra, ra phải còn tôi là vật lý. Còn con người ta muốn đi ra thì có tạo phước lên các quả trời gọi là phước dương, thì đẩy đi ra bất cứ chỗ nào mình là người Việt Nam chết thì đứng ở Việt Nam đẩy đi ra ngoài cái sức hút của trái đất. Người Mỹ cũng vậy, người Tây cũng vậy, đi ra gọi là dương, rồi hết phước rớt xuống gọi là âm, chứ không có cái cửa. Cái này nó không có cái cửa, trái đất không có cửa, mà chỗ nào đi ra được thì dương, mà chỗ nào hút vô được là âm. Thưa thầy, như thầy đã nói là đối với những người mà đặt yếu chỉ hay bí mật hay là phong thiền gia chỉ là hình tướng của thế gian, vậy khi con đọc sách mà con hiểu, con không được truyền thiền hay là cấp thiền gia mà con hiểu hết tất cả các công thức, thì như vậy con có được về Phật giới hay không? Về Phật giới là ba yếu tố: công đức, ham muốn và công thức. Còn cái chuyện mà Phật tử, Phật gia, thiền gia là chuyện để mà điều hành trên cái đất này thôi. Bây giờ ông đang với cái tay ngang giờ nói tôi lập cái chùa thiền tông á, thiền tông hết là ai tin? Không thấy ở cái gì tôi có bằng Phật gia để thành thì rồi thiền gia thì người ta căn cứ vào này ta cho chứ mình không có rồi ai cho mình? Một tay ngang không được. Vì thế mà bởi vì trong cái dạng này là duy nhất là có được hai cái dạng thiền tông thất và chùa thiền tông thôi, ngoài ra cái không có không cất chùa vật lý được. Nó phải hiểu người ta một thiền tông gia cắt chùa vật lý tôi bảo đảm không sống quá một năm đi bất cứ ông nào thử thiền tông gia rồi mà đi vô cúng bụng đầu sinh thì coi chừng vô đó nó biết là giống như mình đi vô cái loại này. Bây giờ trong thế giới này mà thế giới của tận nhân quả, anh đã đi thoát ra rồi mà anh vô đây coi chừng, nó không phải đơn giản đâu. Vậy là thành ra cái người mà tại sao cái người mà tu thiền tông mà nó có ý định ra cho coi chừng, ngoài nó không chấp nhận đâu, vô nó thanh toán rồi, nó giống như một kìa liền á, hết thần thông coi chừng rồi. Câu hỏi tiếp theo là trước khi mà con tu theo pháp môn thiền tông á, thì mỗi năm con đi khám định kỳ 2 lần, nhưng mà từ khi con biết thiền tông á, thì con nghĩ rằng là cái bệnh là cái nghiệp của mình, cho nên con không đi khám bệnh nữa mà chỉ đi ăn theo cân bằng âm dương. Thì con làm như vậy thì con không có kiểm soát cái bệnh của con, thì như vậy thì có đúng không? Cái bệnh này nó có 2-3 thứ chứ không phải một thứ. Nó do bệnh nghiệp, rồi bởi vì do bị thân tứ đại, rồi do bị điện từ, rồi do cái bệnh mê tín. Nó được vô cái nào, cái nào phải đặt ra cái nấy. Có nghĩa là ăn cân bằng âm dương có nghĩa là nó giúp đỡ một phần nào thôi,
chứ phải tuyệt đối là ăn cơm mình ăn vô không bệnh đâu. Ví dụ bây giờ mình bệnh, mình bị vi trùng, ăn cơm mặn vô không vi trùng đâu, nó tha mình đâu. Nó là cái loại ăn thịt người thì làm sao mình phải hiểu mình là cái gì, chứ đừng có trách tôi ăn, tôi tu cái này tôi ăn cái này là đúng không đúng. Thế giới vật lý này trước mắt hay đi do bác sĩ khám còn mình bệnh là do cái gì, bây giờ nó có âm lai, nó chụp, nó phân tích chụp thắt lốc, nó tìm ra. Nếu mà bệnh về vấn đề mà tứ đại thì mình nên chữa, còn mình cái tư cái mà vấn đề mà cái thiền tông này nó chỉ là đối trị cái bệnh âm thôi, bệnh cái lời. Tại mình hồi đó mình không biết, mình cái gì cũng chắc tay cầu lại nó vô cái chỗ đó, cái này thiền tông vô nó phá được cái đó thôi. Chứ còn mà trường khốt nó phá được là một, thứ hai là chi trùng nó phá được. Mình phải hiểu nguyên tắc này chứ đừng có nghe lời với ông thầy nó ăn cân bằng âm dương hết bệnh, không có chuyện đó đâu. Con có theo dõi diễn đàn đạo Phật lần thứ 12. Con có những bài kệ của các sư cô, các sư thầy nói về cái sai của các chùa vật lý với những từ ngữ rất nặng. Vậy chùa những bài này để trực tiếp cho họ trao đổi với thầy. Nếu cứ tình hình này về này sức ép từ bên ngoài tới những chùa rất lớn, tôi nghĩ mình nên nói sự thật thế giới này như huyền ký còn phải dạy. Cái câu hỏi này nó đặt nó không vô vấn đề, nó nói lòng vòng xin bỏ cái này cũng hiểu rồi, nhưng mà nên nhớ rằng về sau bắt đầu mới lọc lại. Vì mấy ông thầy ông nói thì mình giờ mình không cho người ta nói thôi được, nó kẹt hết chỗ này. Đã mình đã cho nó biết tự do thì người ta có chừng nào có chùa thiền tâm tới kiểu nói thì không nên vì thế mà tôi trả lời hoàn toàn mấy ông nói, tôi hoàn toàn được cảm ơn hết, chứ không khi nào mà tôi buồn không. Còn bây giờ người ta bạn bè ta tu ta nói sao ta nói, chứ mình đâu có biết được. Thì nói đúng là cái vấn đề này cũng hay, thì mấy về sau tôi sẽ kinh nghiệm tôi rút lại những cái người nào mà nặng quá là thôi, để nó bớt lại. Đó, cũng nói mà nhắc nhở bằng cách văn học thì được. Ví dụ nói chỗ sai chỗ trái này, và dùng những cái danh từ nặng quá thì bỏ. Cái đó cho, bởi vì ta tự do tín ngưỡng, tự do diễn đàn, người ta được quyền nói cái gì ta nói. Ủa ta nói tôi giờ bạn bè tôi nó vậy, mấy nó đúng mấy người này tu là coi mấy người đó vậy là bạn bè. Chắc cũng ăn nói nhiều lần mà tại sao không nghe. Rồi bây giờ cấm đoán vậy thì đương nhiên nó nói cũng đúng, nhưng mà thôi thì cũng dần dần mình cũng cắt bỏ bớt cái này. Thưa thầy, là khi con bị công đức bị bôi đen nên cái vị thần dẫn nghiệp của con luôn thực thi nhân quả con, vậy thì con rất khó tạo công đức mới. Vậy thì con phải làm như thế nào để mà tạo công đức mới và để được trở về mặt giới của chính mình? Mình có tạo công đức bôi đen kể là, mà khi mà lớn muốn về Phật giới chỉ cần ít công đức thôi. Có nghĩa là mình có một phần công đức thì ông thần ông nể đó, gọi là công đức quỷ thần kinh, thì đương nhiên người ta nể. Chưa trên thế giới này chưa có người biết, chưa hiểu công đức là gì, chứ đừng nói mà người ta đã tạo được. Ông ban thần rất quý trọng lắm, nhưng mà ông cũng như cái ban đầu thì ông cũng làm dữ lắm ha. Nhưng mà khi mà mất rồi xuất hiện một công đức nhỏ thôi, ông nhìn thấy ông này dùng số công đức đã bỏ túi đậm ra, thì ông có cái cớ để cho đi ra. Chứ đi bây giờ hỏi chứ trong cái trái đất này và mấy tỷ người mà biết mọi người được tạo được cái này, vì thế mà có một chút xíu ông ta rất quý lắm. Vì thế mà trong kinh nó là công đức trọng, công đức mà trọng trọng mà lớn thì quỷ thần kinh, mình phải hiểu cái này. Nhưng mà nên nhớ rằng sau này khi mất chỉ có một công đức, mà muốn về ông thần cho về liền, không cần nhiều. Không biết đi vô trung tâm nhân hành hôm này nó mã quá rồi, nhiều công đức lắm chứ không phải một.
đó, mình cứ tạo con nó bình thường, có màu đen kệ không sao. Nhưng mà về sau kinh nghiệm khi gần lớn tuổi rồi mất, có công đức mà ông thần cũng nhìn thấy được rồi cũng cho về đó. Câu tiếp theo là đạo Phật là do Đức Thích Ca truyền giáo pháp, nhưng mà con thấy người ta bây giờ niệm Phật A Di Đà, vậy bây giờ niệm Phật là nhớ Phật, vậy bây giờ phải nhớ Phật nào đây? Thì niệm Phật nào nhớ Phật đó. Trên tam giới này duy nhất chỉ có Phật A Di Đà mới rước mình, mà có cái Phật quốc thôi, còn tất cả không Thích Ca không có Phật quốc. Nhớ Phật Thích Ca nhớ thì đúng, nhưng mà phải có công đức đi đàn, còn nếu không có nhớ thì thôi ở dòng tộc tiếp. Nó phải hiểu cái nguyên tắc này, trên một cái tam giới này chỉ duy nhất con nước tịnh độ của ông A Di Đà thôi, còn muốn nhớ ông nào nó nhớ ông Thích Ca cũng được, nhưng mà phải có công đức thì ông mới rước về, còn không có công đức cũng nó ông thành không thả mình là làm sao ông dám đem về. Mình hiểu muốn nhớ ai nữa. Những người sau đây có được tu theo thiền tông hay không? Thứ nhất là người bị điếc, thứ hai là người bị mù, thứ ba là người bị câm, thứ tư là người không biết chữ. Thì những người này có tu theo được thiền tông hay không? Điếc thì không nghe mắt, không nghe máy được, mù không đọc chữ được, làm sao biết tu? Rồi sao được? Bị gì nữa? Câm. Bị câm. Bị câm thì còn cái gì được? Bị câm còn có lỗ tai. Bị mù thì cũng còn cái lỗ tai. Bị điếc thì còn trong mắt. Ăn thua mình chứ. Có nghĩa là mấy phần mà sử dụng được phần nào, nhập được cái lời của trong kinh dạy, trong sách dạy thì tu được. Còn nếu mà câm mù điếc luôn thì khỏi. Về việc bố thí bằng cách nào cho đúng, người có lòng bố thí nhưng về tài về lực không có, vậy phải làm sao để có phước đức được nhiều? Phước đức thật nhiều, phước đức quá thì nợ trả lời rồi. Muốn phước đức nhiều phải có 1 tỷ bạc, 900 mà cũng chưa tới muốn, phải 1 tỷ bạc mới phước đức nhiều, 500 phước đức vừa, 100 phước đức ít. Có 100 ngàn đó, phương đức chút xíu, một hồ cát không thể làm được cái gì hết, ít ra phải một bao cát thì mới xây được một cái núm mồ hay gì đó. Câu hỏi tiếp theo là bạn con tu theo thiền tông, rủ cả gia đình con lên núi tu theo thiền tông để cho mát và thanh tịnh và để dễ tạo công đức, thì con không biết là làm như vậy có đúng hay không, đúng cho con. Bây giờ con muốn dạy chữ, con đi kiếm người dạy chữ lên núi vậy? ai ở trên đó dạy? Tu thiền tông phải nhập thế, đi vào thế giới để mà giúp người ta. Còn lên núi là tu kêu bằng xuất thế, là gì? Tu thành thánh hết, lên tu thành thánh hết. Cũng thiền tông mà thánh thiền tông, chứ không phải thánh tăng. Trước kia con không có theo vị thầy nào hết, con cứ niệm Phật và niệm tụng chú Đại Bi. Từ khi con biến theo thiền tông thì con chỉ nghe giải đáp. Vậy con có được niệm Phật hoặc là tụng chú Đại Bi thì có ảnh hưởng gì đến đường về Phật giới hay không? Vừa niệm thì ông Phật sợ, nghe nó chú ông Phật ông ghé. Bất cứ thế gian gì mà dính vô thì hoàn toàn đường về Phật giới bị cắt hết. Trên thế gian vật lý nó mạnh hơn cái về Phật giới. Về Phật giới qua chứ khó lắm. Bây giờ tạo công đức khở khối nào đi nữa, nhưng mà niệm câu thần chú bị bồi hết. Bây giờ trong thế giới này đâu có xài cái công đức đâu, trong công đức sáng đâu, ô đen mới cho ở đây. Muốn tu gì tu cũng hề rầy. Bởi vì luật tín ngưỡng nhà nước cho tự do, mà thiền tông cho tự do, nhưng mà thiền tông có nói là tự do nhưng phải chánh tín. Nhà nước không đề cập cái câu này. Thiền tông có đề cập tu tự do nhưng phải chánh tín, tu không tin, không mê tín. Đó. Cái bọn luật đó thì còn nói chậm rãi, còn ở đây nó nói rõ ràng luôn. Cho tự do nhưng phải chánh tín.
mê tín không được. Câu tiếp theo là: trái đất này do đâu mà có? Nguyên lý vận hành của trái đất bao lâu thì bị hủy diệt một lần? Thôi câu này nói trả lời cái gì đọc lại đi, nói như ban ngày rõ như ban ngày, trả lời mấy chục lần đọc lại cái câu này về thì Nguyễn giáo diễn Nguyễn Ký đọc lại. Đã hết câu hỏi. Hết câu hỏi về thì hẹn gặp lại tuần sau 31/3 có diễn đàn đặc biệt, mời quý vị tham gia. Thì...